Xin chào tất cả các bác. Hiện tại thì chúng tôi đang có mặt tại trại nhân giống ong dế, ong đất ở địa chỉ bản Làng Mô, xã Làng Mô, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Trước mặt các bác đây là những tổ ong dế do chính tay chúng tôi tạo giống. Những tổ ong dế này được bên chúng tôi áp dụng quy trình kỹ thuật nuôi đúng quy chuẩn tại trang trại nên khỏe mạnh, chất lượng, lớn nhanh. Khi mua thì các bác sẽ được tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật nuôi để đạt kết quả cao nhất. Ưu đãi khi mua bên chúng tôi bảo hành. Nếu trong quá trình thuần tổ ong giống ra tự nhiên mà tổ ong đẻ ra ong đực sẽ hỗ trợ hoàn tiền 100% hoặc đổi lại tổ khác. Vận chuyển cẩn thận nhất đến người nuôi, đảm bảo 90% sức khỏe ong mẹ, ong thợ. Ngoài ra bên chúng tôi còn nhận đào tạo học viên chia sẻ kinh nghiệm tạo giống, nhân giống và nuôi ong dế sao cho đạt hiệu quả và đạt năng suất cao. Sẵn sàng hợp tác ăn chia lợi nhuận rõ ràng với người nuôi ong trên toàn tuyến Tây Bắc. Các bác quan tâm vui lòng inbox để lại số điện thoại hoặc liên hệ theo số hotline 0359 153 915. Bên chúng tôi sẽ tư vấn nhanh chóng. Các bác cũng có thể tham khảo cách nhân giống và trải nghiệm hành trình nuôi ong cùng chúng tôi thông qua kênh YouTube của Ong TV, fanpage Pemom. Xin chào và hẹn gặp lại!